Theo phản ánh của bạn đọc, hiện nay, nhiều bệnh viện, trung tâm y tế tại khu vực miền Trung vẫn rơi vào cảnh thiếu thuốc, vật tư y tế, khiến người bệnh khốn khổ vì phải chờ đợi. Trong khi đó, người nhà bệnh nhân phải chạy khắp nơi để tìm thuốc và vật tư y tế, những loại nằm trong danh mục bảo hiểm. Hơn 23 giờ ngày 19 tháng 8, anh V đưa người thân chuyển từ bệnh viện Thăng Bình vào bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch để cấp cứu. Các bác sĩ sau thời gian cấp cứu đã yêu cầu người nhà ra ngoài mua thuốc liên quan đến nhồi máu cơ tim. Lúc đó đã gần 1 giờ ngày 20 tháng 8. Anh V đã phải chạy quanh thành phố Tam Kỳ để tìm mua loại thuốc mà bác sĩ yêu cầu nhưng tất cả nhà thuốc đã đóng cửa. Anh V đã phải gõ cửa từng nhà thuốc nhằm tìm kiếm cơ hội để cứu người thân. Anh kể, sau khi tìm đến hàng chục nhà thuốc thì có một nơi mở cửa, nhưng lại không có thuốc. Khi về đến bệnh viện thì người thân đã chuyển lên phòng hồi sức tích cực. Sau đó, anh V chia sẻ thông tin này lên mạng xã hội. Nhiều người bình luận tỏ vẻ bức xúc về việc khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam không có thuốc, để người nhà bệnh nhân phải ra ngoài mua, nhất là thuốc liên quan đến nhồi máu cơ tim. Một số bình luận cũng cảm thông với người nhà bệnh nhân về việc tình trạng thiếu thuốc, vật tư của các bệnh viện. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp mà cả bệnh nhân và thân nhân gặp khó khăn khi đi khám chữa bệnh trong hoàn cảnh bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại Bệnh viện Đà Nẵng, chiều ngày 20 tháng 8, tại khoa dược thuộc Bệnh viện Đà Nẵng vẫn có người dân cầm đơn thuốc của bệnh viện và ra tiệm thuốc bên ngoài để mua. Ông M, 58 tuổi, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết ông mắc bệnh về đại tràng và được nhập viện. Bệnh viện Đà Nẵng kê toa thuốc có 2 mục. Trong đó, có một về kim luồn tĩnh mạch thì bác sĩ bảo ông phải ra ngoài mua vì hiện tại bệnh viện không có. Tương tự, vợ chồng bà L, 51 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cho biết chuẩn bị xuất viện sau 5 ngày nằm viện do bị viêm dạ dày. Hai ông bà đến nhận thuốc thì dược sĩ thông tin không có thuốc. Vợ chồng bà L đành ra tiệm thuốc đối diện bệnh viện để mua bổ sung. Ngày 21 tháng 8, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận thực tế tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và nhận thấy vẫn còn tình trạng nhà thuốc bệnh viện thiếu thuốc, bệnh nhân phải chật vật ra ngoài tìm mua nhiều loại thuốc. Ghi nhận trong gần 1 giờ đồng hồ tại nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cứ 10 bệnh nhân vào mua thuốc có 4 bệnh nhân phải ra ngoài tìm mua vì bệnh viện không có thuốc. Tại tỉnh Phú Yên, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế diễn ra từ năm 2023, có thời điểm gây rất nhiều khó khăn cho ngành y tế và người dân của tỉnh. Tuy nhiên, hiện cơn khát đã được cải thiện, chỉ xảy ra cục bộ ở một số cơ sở, bệnh viện. Trao đổi về trường hợp thiếu thuốc trong cấp cứu của người thân anh V, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam xác nhận, hiện vẫn còn một số loại thuốc đã thông qua đấu thầu nhưng chưa cung ứng được hoặc hết nên buộc phải dùng thuốc bên ngoài. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa cho rằng, không phải 100% các loại thuốc đều tham gia đấu thầu được, trong đó có một số lô thuốc không có nhà thầu tham dự, vượt giá kế hoạch. Do đó, bệnh viện đang xúc tiến để tổ chức đấu thầu trở lại để có thuốc phục vụ khám chữa bệnh. Trong khi đó, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho rằng hiện nay, các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương ký kết hợp đồng và tiến hành mua sắm theo kết quả lựa chọn nhà thầu. Do đó, có thể khẳng định, thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu thuốc, hóa chất và vật tư y tế. Về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa công bố kế hoạch trúng thầu 2 gói thuốc, một gói cách đây gần 10 ngày, một gói cách đây gần 7 ngày. Về vật tư, thiết bị y tế, đơn vị cung ứng gần như đầy đủ. Điển hình như, kim luồn tĩnh mạch trong ngày 21 tháng 8 sẽ có, chỉ còn một số mặt hàng nhỏ lẻ đang làm hồ sơ mời thầu, tầm nửa tháng mới có kết quả. Theo bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, vấn đề thiếu thuốc hay vật tư y tế chỉ mang tính chất gián đoạn tạm thời. Bởi theo quy định, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế dự kiến mất ít nhất 2 đến 3 tháng, dẫn đến tình trạng gián đoạn cung ứng một số thuốc, bao gồm thuốc bảo hiểm y tế. Trao đổi nhanh với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, từ 2 năm trước, kể cả thời điểm diễn ra dịch Covid-19, địa phương đã chủ động thực hiện nhanh các gói thầu về thuốc, thiết bị, vật tư y tế để đón bắt thời kỳ sửa đổi, bổ sung luật đấu thầu. Vì vậy đến nay, Cơ bản địa bàn không xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế gây ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm, mưa lớn tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Từ chiều ngày 23 tháng 8, mưa lớn ở Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Chiều tối và tối ngày 22 tháng 8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 đến 60%. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, riêng vùng núi 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, riêng đồng bằng có nơi trên 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Vàng thế giới quay đầu giảm sau khi lập đỉnh mọi thời đại nhưng vàng trong nước sáng ngày 22 tháng 8 vẫn án binh bất động. Vào khoảng 9 giờ 15 phút, công ty SJC, P&G, tập đoàn Doji vẫn niêm yết vàng SJC ở mức 79 triệu đồng một lượng mua vào và 81 triệu đồng một lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua. Giá bán vàng SJC tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank sáng nay cũng giữ mức 81 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng dậm chân tại chỗ. Tập đoàn Doji giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 Hưng Thịnh Vượng ở mức 77,1 triệu đồng một lượng mua vào và 78,35 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty P&G cũng giao dịch ở mức 77,1 triệu đồng một lượng mua vào và 78,35 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty SJC vẫn niêm yết mức 77,05 triệu đồng một lượng mua vào và 78,35 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm ngày 21 tháng 8 giảm nhẹ xuống còn 2.511,5 đô la Mỹ một ounce, giảm 2 đô la Mỹ so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng ngày 22 tháng 8 tiếp tục giảm còn 2.508,6 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 75,8 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,2 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 2,55 triệu đồng một lượng. Giá vàng rời khỏi đỉnh vừa lập quanh 5.220 điểm vì bị nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Tuy nhiên, vàng thế giới vẫn neo quanh đỉnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, vừa công bố biên bản cuộc họp chính sách gần nhất cho thấy các quan chức có xu hướng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9. Giá vàng thế giới biến động quanh mức cao kỷ lục khi đồng đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần. Theo dữ liệu từ công cụ Fed Watch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng 100% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Trong đó, đặt cược cho mức giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm là 65% và đặt cược cho mức giảm 0,5 điểm phần trăm là 35%. Sáng ngày 22 tháng 8, ông Đào Đức Giang, hạt trưởng hạt kiểm lâm thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đến 23 giờ ngày 21 tháng 8, các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy trên đồi Cao Vọng. Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 8, do một hộ gia đình trú thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, đốt thực bị trái phép tại khoảnh 1, tiểu khu 358C, địa bàn thôn Tam Hải 2, gây cháy lan sang khu vực đồi Cao Vọng tại lô 2, khoảnh 2, tiểu khu 358C, xã Kỳ Ninh. Địa điểm cháy được xác định là khu vực đất trống không có rừng, đồi trọc chủ yếu là cỏ, xi mua. Ước tính ban đầu, diện tích bị cháy khoảng 3 hectare. Ngay sau khi nhận được tin báo, khoảng 300 người đã được huy động, gồm lực lượng thị đội thị xã Kỳ Anh, công an thị xã Kỳ Anh, kiểm lâm, đội cảnh sát phòng cháy, ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh và các xã phường Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, Kỳ Hoa, Hưng Trí, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh cùng với người dân địa phương, các phương tiện nỗ lực tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do khu vực hiện trường đồi cao, trời về đêm, gió thổi mạnh và trời nóng khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 23 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi đã nhận được đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc. Ông Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù về hai tội, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt bị cáo Phúc 8 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Phúc đã đủ yếu tố thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bản thân bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài, đã đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà T. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội nên cần xử lý nghiêm. Theo nội dung vụ án, năm 2021, bà T, ngụ huyện Hóc Môn, mua một thửa đất 420,3 m2 nằm trong thửa đất diện tích 892,9 m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, với giá 2,4 tỷ đồng, nhưng chưa làm thủ tục tách thửa. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà T thông qua ông V, ngụ huyện Củ Chi, giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất thành hai thửa, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Phúc đồng ý dù không có khả năng làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục. Phúc thỏa thuận với bà T và ông V làm thủ tục tách thửa đất với chi phí 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, Phúc đưa cho bà T một giấy, còn giấy giả và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì Phúc cất. Phúc đợi đến khi bà T đưa 65 triệu đồng còn lại mới đưa giấy giả thứ hai. Ngày 21 tháng 8, trước sự việc hàng trăm phụ huynh tập trung tại trường tiểu học Tây Mỗ 3 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ sự lo lắng, bức xúc vì con cái họ không được học trường gần nhà. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm tham mưu lãnh đạo quận nghiên cứu, tổ chức phương án bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng của học sinh theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường thông tin tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh hiểu rõ về các quy định của ngành, yên tâm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho con em mình bước vào năm học mới 2024-2025. Trước đó vào sáng cùng ngày, rất đông phụ huynh tập trung tại trường tiểu học Tây Mỗ 3 bày tỏ sự bức xúc và mong muốn chất vấn nhà trường về kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025. Nhiều phụ huynh cho biết, theo thông báo của nhà trường, nếu phụ huynh nào có nguyện vọng cho con học tại trường tiểu học Tây Mỗ 3 để gần nhà thì đăng ký và làm đơn. Tuy nhiên khi tới nộp hồ sơ thì nhà trường lại thông báo chỉ nhận học sinh từ trường tiểu học Tây Mỗ 1, đặc biệt là học sinh lớp 1 được chuyển toàn bộ sang. Lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết, trường tiểu học Tây Mỗ 3 là trường công lập vừa được tách ra từ trường tiểu học Tây Mỗ 1 và dành cho con em nhân dân trên địa bàn phường, đi vào hoạt động từ năm học 2024-2025. Qua khảo sát có 3 đối tượng chính có nguyện vọng theo học tại trường tiểu học Tây Mỗ 3, gồm học sinh lớp 2, 3, 4, 5, từ các trường lân cận xin chuyển về trường mới để gần nhà và tiện việc đi lại. Học sinh từ các nơi khác mới chuyển về sinh sống tại các tòa chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ. Học sinh năm nay vào lớp 1. Hiện nay, Phòng Giáo dục Đào tạo Nam Từ Liêm đã phát mẫu đơn để cha mẹ học sinh có nguyện vọng nộp đơn. Đơn vị sẽ tổng hợp phân loại đối tượng, thống kê số lượng học sinh và nguyện vọng cụ thể, đồng thời rà soát các điều kiện tổ chức dạy học của trường tiểu học Tây Mỗ 3. Chúng tôi xin lỗi phụ huynh vì đã để xảy ra sự việc này. Các phụ huynh yên tâm, con em mình sẽ được đến trường trước khai giảng. Bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 22 tháng 8 với thanh khoản sụt giảm mạnh vì tâm lý nhà đầu tư bắt đầu e dè. VN Index chốt phiên dưới tham chiếu, cắt đứt chuỗi tăng 3 phiên liền trước. Các cổ phiếu góp phần kéo VN Index giảm điểm là HPG giảm 1,53%, VNM giảm 1,46%, GVR giảm 1,28%, MBB giảm 1,41%, GAS và SAB giảm gần 1%. Về các nhóm ngành, nhóm ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh, TCB tăng 1,59%, CTG tăng 1,17%, SSB tăng 4,85%, BVB tăng 2,29%, TBB, LBB, VIB tăng gần 1%. Nhóm chứng khoán cũng còn nhiều cổ phiếu tăng điểm. HCM tăng 1,82%, SHS tăng 1,21%, MBS tăng 1,06%, VDS tăng 2,56%, BSI tăng 1,01%, VCI, SSI, VND tăng gần 1%. Còn nhóm bất động sản có sự phân hóa nhưng cổ phiếu tăng điểm tăng nhiều và biên độ lớn hơn. VRE tăng 4,23%, NVL tăng 2,38%, BDR tăng 1,9%, HDG, VHM, DIG, DXG, HDG, HDC tăng gần 1%. Ngược lại, IDC giảm 1,78%, NTL giảm 1,42%, N huyết áp, VIC, KDH, KBC, SZC giảm gần 1%. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index giảm 1,27 điểm, 0,1%, còn 1.282,78 điểm với 228 mã giảm, 171 mã tăng và 87 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index tăng nhẹ 0,05 điểm, 0,02%, lên 238,47 điểm với 93 mã tăng, 67 mã giảm và 59 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOT chỉ khoảng 15.600 tỷ đồng, giảm 5.100 tỷ đồng so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ hai trên sàn HOT với tổng giá trị bán ròng gần 473 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường, HPG gần 246 tỷ đồng, HSG gần 122 tỷ đồng và VBB gần 60 tỷ đồng. Sau 5 lần giảm và 1 lần tăng, kỳ gần nhất, kể từ 15 giờ chiều nay, ngày 22 tháng 8, giá các loại xăng dầu lại quay đầu giảm mạnh. Chiều ngày 22 tháng 8, Liên Bộ Công Thương, Tài chính đã điều hành giá xăng dầu nội địa, bán lẻ, theo quy định. Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 22 tháng 8, giá xăng sinh học E5 RON92 còn 20.424 đồng 1 lít, giảm 458 đồng 1 lít. Xăng khoáng RON95 mã 3 còn 21.317 đồng 1 lít, giảm 535 đồng 1 lít. Tương tự, dầu diesel 0.05S còn 18.776 đồng 1 lít, giảm 454 đồng 1 lít. Dầu hỏa còn 19.149 đồng 1 lít, giảm 423 đồng 1 lít và dầu ma dút 180 CST 3.5S còn 15.756 đồng 1 kg, giảm 489 đồng 1 kg. Như vậy, sau 5 lần giảm giá liên tiếp rồi đến một lần quay đầu tăng giá trong kỳ gần đây, chiều nay 22 tháng 8, giá các loại xăng dầu lại đồng loạt giảm. Ngày 22 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai có thông cáo báo chí, đã tổ chức kỳ họp thứ 47 để xem xét, kết luận một số nội dung. Theo đó, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Phan Nhật Toàn, trưởng Công an thành phố Pleiku. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Phan Nhật Toàn đã thiếu trách nhiệm, không kịp thời phát hiện để chỉ đạo, phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, thiếu kiểm tra các hoạt động giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra viên liên đới chịu trách nhiệm về những vi phạm xảy ra tại đơn vị và cán bộ cấp dưới theo quy định của pháp luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Nhật Toàn bằng hình thức khiển trách. Ông Trần Hồng Quang, cựu Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa Bình vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 22 tháng 8, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với ông Trần Hồng Quang, cựu Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa Bình. Trước đó, ngày 10 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của bà HL tố giác ông Trần Hồng Quang chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng của bà L. Sau khi tiến hành giải quyết, xác minh theo thông tin đơn thư tố giác, cơ quan công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng Trần Hồng Quang đã vay mượn số tiền hơn 4 tỷ đồng của bà HL với mục đích xin việc. Khi được bà L yêu cầu trả số tiền vay thì ông Quang không trả. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định vụ án trên có dấu hiệu tội phạm. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với ông Trần Hồng Quang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Chiều 22 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1981, ngụ phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước để điều tra về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi quy định tại khoản 3, điều 366 Bộ luật hình sự. Theo hồ sơ, từ năm 2020 đến năm 2021, bị can Nguyễn Thị Hải là người nhờ bị can Nguyễn Hữu Hóa, sinh năm 1972, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, đã bị khởi tố, tạm giam, tác động đến cán bộ xã Phú Văn để làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 thửa đất cho Nguyễn Thị Hải trong diện tích 22 hectare đất rừng trồng, tại thôn Đắc Son 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập. Năm 2021, Nguyễn Thị Hải ký hợp đồng bán số cây gỗ trồng trên những thửa đất trên để trục lợi số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trước đó, ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hóa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Từ năm 2011 đến năm 2021, với chức vụ là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bù Gia Mập, Hóa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn tác động để Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Phúc ký hợp đồng giao khoán trái quy định đối với diện tích đất rừng trồng tại thôn Đắc Son 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập. Sau đó, Hóa tiếp tục tác động đến Ủy ban Nhân dân xã Phú Văn, hạt kiểm lâm liên huyện thị xã Phước Long, Bù Gia Mập để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác minh hiện trường cây gỗ và bán số lâm sản trên diện tích đất nói trên nhằm thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.